Chào mừng các bạn đến với podcast Viết Lại Cảm Xúc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá vẻ đẹp mới mẻ và đầy bản lĩnh của những người phụ nữ sau 30 tuổi, giai đoạn được ví như đỉnh cao của nhan sắc phái nữ. Vẻ đẹp mới mẻ. Bước qua tuổi 30, phụ nữ không còn mải mê theo đuổi những trào lưu nhất thời, mà thay vào đó, họ trân trọng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của bản thân. Họ tự tin khoe cá tính riêng biệt, sự trưởng thành và phong thái đằm thắm cuốn hút. Bản lĩnh vượt trội. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, phụ nữ sau 30 đã tôi luyện được bản lĩnh phi thường. Họ tự chủ về tài chính, độc lập trong suy nghĩ và hành động, không ngại đương đầu với những thử thách và theo đuổi đam mê của mình. Giàu trải nghiệm và tràn đầy sức sống, tuổi 30 là lúc phụ nữ đã có sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc và có nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Nhờ vậy mà họ có một cái nhìn sâu sắc, thấu hiểu và đầy bao dung cho mọi thứ xung quanh. Bứt phá giới hạn bản thân. Không còn bó buộc bởi những định kiến xã hội hay khuôn mẫu truyền thống, phụ nữ sau 30 sẵn sàng bứt phá giới hạn bản thân, theo đuổi ước mơ và khám phá những tiềm năng mới mẻ của chính mình. Tuy nhiên, bên cạnh những vẻ đẹp và bản lĩnh đó, phụ nữ sau 30 cũng phải đối mặt với một số khó khăn như sau. Áp lực từ công việc và gia đình. Việc cân bằng giữa công việc và gia đình là một thử thách lớn đối với phụ nữ ở độ tuổi này. Nỗi lo về ngoại hình. Quá trình lão hóa bắt đầu xuất hiện, khiến họ lo lắng về nhan sắc và sức khỏe. Khó khăn trong việc theo đuổi đam mê. Do bận rộn với công việc và gia đình, họ có thể không có nhiều thời gian để theo đuổi đam mê cá nhân. Một số lời khuyên dành cho các chị em phụ nữ sau 30 tuổi. Hãy luôn yêu thương và trân trọng bản thân, vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn là điều quan trọng nhất. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu, gia đình và bạn bè luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong cuộc sống. Và hãy luôn theo đuổi đam mê, đừng bao giờ bỏ cuộc trước những ước mơ của bạn. Luôn luôn học hỏi và phát triển bản thân, vì kiến thức và kỹ năng là chìa khóa giúp bạn thành công. Hãy sống tích cực và lạc quan, bởi vì thái độ tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Như vậy, phụ nữ sau 30 là những đóa hoa đẹp rực rỡ với hương sắc riêng biệt. Họ mạnh mẽ, họ bản lĩnh, tự tin và đầy quyến rũ. Hãy luôn trân trọng và yêu thương bản thân. Hãy theo đuổi đam mê và không ngừng hoàn thiện bản thân để bứt phá giới hạn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Các bạn đang xem podcast trên kênh Viết Lại Cảm Xúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.